cũng có một số trường hợp đặt cái toilet và phân càn thì nó còn có một hiện tượng nữa là nó cứ hao người, cứ có đinh là nó cứ hao đi. Trong cái quá trình mà đi tư vấn khảo sát, đặc biệt cho những cái trường hợp mà những cái gia chủ mà họ đang ở trong cái căn nhà hiện tại hay là đang ở trong cái căn nhà họ đã về họ ở rồi. Vâng. Đó, thì bắt đầu là khi họ ở rồi như vậy thì bắt đầu là nó có một cái trường hợp đặc biệt, tức là khi thiết kế người ta để cái nhà vệ sinh vào vị trí của cung càn. Vâng. Càn ở đây khi mà các bạn tính ấy, thì nó gồm có 3 sơn là Tuất, Càn, Hợi. Nhưng mà cái hung họa này nó đặc biệt nó xảy ra khi mà nó đặt vào đúng cái vị trí của sơn càn, tức là khoảng tầm đấy 315 độ cộng trừ 7,5. Dạ. Tại sao mà đặt cái toilet vào cung càn nó lại bị ảnh hưởng? 3 cái lý do để người ta nói rằng là khi mà cái toilet tại cung càn nó bị phạm. Cái lý do thứ nhất đó chính là quẻ càn là quẻ tượng thiên, vâng, là quẻ thuần dương, tức là gồm có ba vạch thuần dương là quẻ thiên, tượng trưng cho là cái người trạch chủ ở trong nhà. Vâng. Cho nên là khi mà đặt cái toilet ở phương càn thì không khác gì là mình phạm vào cái bản mệnh thứ hai của người trạch chủ. Đấy là một vấn đề, nhưng thực tế thì là cái vấn đề nghiêm trọng hơn thảy, tức là khi mà cái toilet ở phương càn, cái mạch của mình á là chạy là từ phía tây bắc. Vâng. Chạy về càn tức bắc. Là nếu như mà chúng ta để ý cái dãy Côn Luân, tức là ở đây là đỉnh Himalaya, với cái địa cực như vậy thì là cái mạch, cái đường đi từ cái mạch để chạy về về cái khu vực phía bắc của mình ấy, nó chạy thông qua cái dãy Tam Đảo, đúng không ạ? Rồi chạy ngang sang, tức là như vậy nó đi về từ phương tây bắc, và phương đấy nếu như mà lấy từ trung tâm hoặc từ nhà anh chị đo ra thì lên trên đấy thì đúng vị trí đấy là vị trí của quẻ càn. Thì khi chúng ta mà kể cả đối với cả những cái nhà ở trong khu vực miền Trung thì khi mà cái dãy Trường Sơn chạy xuống thì mạch nó vẫn có cái xu hướng, mạch vẫn cứ xu hướng từ càn phương chạy về. Kể cả vào trong thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, người ta gọi cái đấy là Đại Cán Long. Đại Cán Long. Đại Cán Long. Thì khi mà chúng ta đặt cái toilet vào vị trí của phương Tây Bắc thì không khác gì thì cái lực của Đại Cán Long nó không thể chi phối cho căn nhà được. Vâng. Và nếu như mà lực có chi phối vào mà chỗ nào mà khí xung mạch khí mà càng vượng thì nó gặp phải cái toilet thì nó lại càng làm cho là cái nhà đấy nó trở nên hung họa. Cái điều thứ ba nữa là ở vị trí phương càn, là khi mà chúng ta đặt cái vào vị trí đó chẳng hạn, nhiều khi là không phải là chỉ là đặt cái nhà vệ sinh đâu, mà chính cái bếp của anh chị đặt thẳng vào càn cung thì nó cũng cái hung họa nó cũng tương tự như vậy. Bếp và nhà vệ sinh. Vì cái càn đó là vị trí chính khí kim. Vâng. Mà chúng ta đặt chính khí hỏa vào là hỏa kim tương khắc. Đúng rồi. Vì nhất biến của quẻ càn, nhị biến của quẻ càn là ra vị trí của quẻ ly, tức là vị trí là tuyệt, người ta gọi là vị trí đấy gọi là trong cái vòng phong thủy gọi là tuyệt mạng, cho nên hình ra là hay gọi là ngũ quỷ, hào đây hào ngũ quỷ. Vâng. Thì khi mà biến được nhị hào thứ hai và hào ngũ quỷ thì nó hình thành cái hiện tượng gọi là long sinh bát sát, là do là biến hào ngũ quỷ. Thì khi biến hào ngũ quỷ này thì làm cho là cái phương càn nó trở nên nó hung họa hơn. Cho nên là phàm trong cái quá trình đi tư vấn ấy, tôi đã trải nghiệm rất là nhiều những cái căn nhà mà anh chị đặt cái toilet vào vị trí phương càn. Được. Thì khi đặt vào phong trập vào toilet phương càn thì thông thường nó sẽ có khoảng mấy cái dấu hiệu, hoặc là nó có khoảng 4-5 cái triệu chứng như sau. Cái triệu chứng thứ nhất là người đàn ông ở trong nhà là nó mất thế, mất uy quyền. Nhà mất uy quyền. Và cái điều thứ hai là cái người trạch chủ trong nhà là hay là có cái tật bách, có ôn ác bệnh. Đó. Cái điều thứ ba nữa tức là khi đặt toilet phương càn thì vào những cái năm khi mà ngũ hoàng đào đến, khi mà thái tuế. Vâng. Hoặc là vào những cái năm ngọ, là những năm hỏa khí của địa vượng. Yeah. Tại vì chúng ta xét hàng địa chi thì những cái năm đó là cái năm nó bị xung phá. Xung phá, và chính cái việc xung phá đấy nó sẽ tạo ra hung họa, và nặng thì mất người. Thì ở đây thì hỏi là thế thì có khi nào mà mất cái người ông gia chủ có bị làm sao đâu? Không phải, lúc đấy nó lại mất cái thằng hợp. Mất thằng hợp. Mất cái người hợp long. Mất người hợp long. Vâng. Đó, mà cái nhà đấy thì rất là khó có thể vượng khí. Vâng. Thì hôm trước thì mình có vào một cái nhà trong trường hợp đặt toilet ở phương càn ở dưới cái khu vực Hải Dương. Vâng. Tức là nói là trước đây á, là nhà người ta là làm là rất là giàu có, rất là giàu có nổi tiếng của cả cái vùng đấy. Nhưng mà sau khi mà thiết kế thì đặt cái toilet vào phương càn, và ngay sau cái toilet đấy đất người ta vẫn còn. Vâng. Lại nối tiếp luôn đặt cái bể hút vào nữa. Ừ. Như vậy là cái cung càn nó chiếm trọn
cả cái nhà vệ sinh và cả cái bếp, bao gồm cả bao sơ tất cả hợi luôn. Vâng. Tất cả thì làm cho là từ cái năm xây nhà đi thì kinh tế nó đi xuống, hợp đồng tất cả công việc cả chắc ăn lắm rồi. Thì nó cũng đều vụt khỏi tay, vụt khỏi tay. Vâng. Và làm chỉ thấy đi bù tiền đi thôi. Bởi vì là bản thân chúng ta nói là cung càn là vi thiên, đây là lý do thứ ba, tức là nó là vị trí quý nhân của nhà. Và đặc biệt là những cái nhà tỏ bắc hướng nam nữa, thì vị trí đấy nó là vị trí của tám cát lục tú. Vâng. Cho nên ra là khi phàm mà phạm phải cái này thì nó đặc biệt là nó rất là nguy hiểm. Thì để mà khống chế cái này thì chúng ta phải làm từ đầu. Chứ nếu như mà chờ đến nó bị rồi thì làm thì quả thực là rất là khó. Đối với một cái phong thủy trong nhà thì nó có hai yếu tố. Vâng. Mình phải xét hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là yếu tố nội khí. Vâng. Yếu tố thứ hai là ngoại khí. Ngoại khí. Thì bản thân là cái người thầy địa lý hay là cái người thầy phong thủy có cái điểm đặc sắc hơn đối với cả cái kiến trúc sư. Vâng. Là yếu tố ngoại khí. Tức là đến cái trạch đất đấy xem có vượng hay không. Vâng. Nhưng mà thực tế thì đối với yếu tố nội khí thì những cái tiêu chí mà mình đã nói rất nhiều lần về cái việc mà do là cái toilet hay là cái bếp đặt vào vị trí của các phương vị mà nó cấm kỵ. Vâng. Trong phong thủy. Và ngoài cái việc mà đặt toilet phương càn ra thì yếu tố ngoại khí nó lại như thế này. Chúng ta đang nói về cái đại cán long. Vâng. Nhưng mà bây giờ nếu như đến cái long nhập thủ, đúng không ạ? Thì đến cái mạch đất này thì biết xem mạch từ phương nào về. Ừ. Thì cái việc mà đặt cái chai vệ sinh vào đúng cái phương mạch về. Vâng. Thì nó cũng hung họa không khác gì đặt toilet phương càn. Vâng. Đó, thế nên ra là cái việc mà tạo ra được cái sự khác biệt trong cái việc mà tư vấn cái hồ sơ trong quá trình mà chúng ta mà vẽ một cái công năng, một cái căn nhà. Yeah. Để làm sao cho hoàn hảo. Vì thực tế là chúng ta bỏ rất là nhiều tiền, nhiều tâm huyết, nhiều công sức ra để chúng ta xây dựng một căn nhà. Anh chị sẽ phải ở trong đó không phải là một năm, không phải hai năm, mà chúng ta sẽ ở đấy đến cả 30-40 năm. Nhiều khi thì bảo thôi cứ lỡ mình thiết kế như thế rồi. Yeah. Thì mình ở 1-2 năm hay ở 3-4 năm rồi sau đó mình chuyển mua cái nhà khác. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Yeah. Kinh tế không đủ. Yeah. Gia đạo không đủ. Bệnh tật, sức khỏe, chán trường. Đó thì là người ta không có cơ hội, nên là mình phải xử lý ngay từ cái khâu bản vẽ từ đầu tiên. Yeah. Thì nó là cái phần xử lý triệt để nhất. Yeah. Chứ còn cái việc mà chẳng may nó bị lỡ đặt vào rồi thì nó cũng có một vài các cái biện pháp để xử lý, để hóa giải, như trong mà trong các video trước mà anh chị có theo dõi thì tôi có nói rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà thực tế là trong quá trình mà kể cả như là trong những cái người mà rất là thân với cả tôi. Yeah. Trong nhà họ hàng chẳng hạn, cũng có một số trường hợp đặt cái toilet và phương càn thì nó còn có một hiện tượng nữa là nó cứ hao người. Yeah. Cứ có đinh là nó cứ hao đi. Tức là những cái đinh hợp ấy, chúng ta khi đặt vào đấy nhá, tôi nói là bị mất người. Cái từ mất người đấy không có nghĩa là chết, mà không ở chết, không ở ở nhà đấy, có thể đi công ra hoặc là người ta đi làm việc khác. Nhiều khi là nhà rõ ràng là con trai chẳng hạn, bà, nhưng lại đi ở rể. Ví dụ đấy, tất cả việc này nó gây ra hung họa do là bà, cái việc mà do là cái càn phương nó bị phạm. Bà. Cho nên ra là phải đặc biệt lưu ý trong cái việc mà tư vấn thiết kế khi mà lập cái hồ sơ phong thủy. Đấy. Hay là khi lập cái hồ sơ thì công năng. Đấy. Anh chị phải đặc biệt. Và phương càn đây tôi đang nói đó là vị trí phương Tây Bắc, ở vị trí là 315 độ cộng trừ 7,5 độ. Đấy. Đây là vị trí chính xác nhất.